Nay em giới thiệu cho các bác cái cây giống lụa đỏ lùn Ấn Độ. Và lụa đỏ lùn Ấn Độ thì nó là sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở tầm từ 25 đến 35 độ. Nên giống lụa đỏ lùn rất phù hợp trồng ở Việt Nam. Các loại đất như là đất thịt, đất cát, đất phù sa đều đất đỏ đều trồng được. Lụa Ấn Độ thuộc loại thân gỗ lùn nên cành ngắn, không có gai, cây cao từ 1 đến 1,5 mét là đã có trái rồi. Trái có trọng lượng từ 300 đến 350 gram, nếu mà điều kiện chăm sóc tốt thì có khả năng đạt tới 500 gram. Vỏ màu đỏ toàn phần, hạt màu đỏ thẫm, độ ngọt cao, ổn định, thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Lụa thì rất là ưa nắng, nắng càng mạnh thì cây càng phát triển càng tốt. Đây là một trong những điều kiện quan trọng khi trồng lựu, nếu mà thiếu nắng thì cây rất là khó ra hoa, khó sinh trưởng và thường xuyên bị sâu bệnh. Và khi mà trồng lựu thì các bác có thể trồng ở trên chậu cũng được. Vì dòng này rất là thích hợp trồng trong chậu. Chậu thì bác nên chọn những cái chậu có đường kính từ tầm 40-50 cm, to hơn thì càng tốt. Chậu phải thông thoáng đủ độ thoát nước, làm cho đất ở trong cái chậu nó tơi xốp. Thì các bác pha đất với lại sơ dừa hoặc vỏ trấu thì tỷ lệ 50-50 đều được. Các bác có thể là nếu mà tưới nước thì các bác cũng tránh là tưới quá nhiều, chỉ cần tưới vừa đủ để tránh tình trạng ngập úng. Nước phèn bị nhiễm mặn cũng không tốt. Giống lựu thì là rất là thích hợp với điều kiện ở Việt Nam nên là các bác hoàn toàn yên tâm, có thể trồng từ những cái cây như cây giống trồng từ hạt, cây chiết hoặc là cây ghép. Bên nhà vườn Vũ Tiến thì cũng cung cấp rất là nhiều cái giống cây, đặc biệt là cái giống lựu đỏ lùn Ấn Độ nhập trực tiếp ở bên Ấn Độ về nên cây đã nên dâm lên bầu và phát triển rất là tốt, nhiều cây đã có hoa rồi. Đấy, các con có nhu cầu muốn mua cây hoặc là tư vấn thêm về kỹ thuật trồng cây có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại 0388744666 hoặc kết bạn Zalo với em. Em sẽ tư vấn cho nhiều hơn. Thứ hai nữa là các bác có thấy video hay hay là muốn lưu lại cái video này để xem những cái kỹ thuật, xem những cái hiểu hơn về cái nữ thì các bác nhớ nhấn đăng ký kênh hoặc là chia sẻ video lên Facebook, lên trang cá nhân của mình. Thì bên nhà vườn rất là cảm ơn bà con rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.